Quân chủng phòng không không quân rút kinh nghiệm sau hai vụ tai nạn bay. Quý vị và các bạn thân mến, sáng 22 tháng 8, Quân chủng phòng không không quân đã tổ chức cuộc họp hội nghị cán bộ rút kinh nghiệm công tác huấn luyện và đảm bảo an toàn bay. Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng chủ trì hội nghị. Hội nghị xác định trong hai năm qua, các cơ quan đơn vị trong quân chủng đã tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện bay, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, quân chủng vẫn để xảy ra một số vụ tai nạn bay cấp 1 và các vụ bất an toàn bay gây thiệt hại lớn về con người, máy bay, trang bị kỹ thuật, đặc biệt là hai vụ tai nạn bay cấp 1 ngày 14 và 16 tháng 6 năm 2016. Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá, kiểm điểm xác định nguyên nhân, rút ra bào kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động bay và đảm bảo an toàn bay của quân chủng đồng thời đề xuất các biện pháp phương hướng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, chỉ huy điều hành, thực hành huấn luyện bay và đảm bảo an toàn trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu cầu các cơ quan đơn vị trong quân chủng tổ chức tốt việc kiểm điểm rút kinh nghiệm về công tác huấn luyện và đảm bảo an toàn bay, đặc biệt là phân tích làm rõ nguyên nhân gây ra các vụ việc mất an toàn bay vừa qua đồng thời chỉ ra những nguy cơ có thể gây ra mất an toàn bay, từ đó có biện pháp phương hướng xử lý hiệu quả, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn bay. Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, yêu cầu các cơ quan trong quân chủng phải gắn tiêu chuẩn phi công có trình độ lý thuyết và thực hành bay giỏi, giáo viên và chỉ huy bay tốt để xem xét bổ nhiệm cán bộ trung đoàn. Đối với hoạt động kiểm tra, chỉ rõ những khuyết điểm tồn tại, yêu cầu rõ thời gian đơn vị phải khắc phục xong, thực hiện phúc tra đánh giá kết quả đơn vị đã thực hiện. Đặc biệt, Trung tướng nhấn mạnh tới công tác thanh tra bay phải thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra nâng cấp kỹ thuật bay hàng năm, thực hiện nghiêm túc quy định về nâng cấp, hạ cấp kỹ thuật đối với thành phần bay, ra sát lại toàn bộ quy trình đào tạo, chuyển loại máy bay mới và từ lái phụ lên lái chính của dòng vận tải và trực thăng, ra soát lại hướng dẫn sử dụng các loại máy bay, quy chế hoạt động của các sân bay, trường bắn, qua đó đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tế hoạt động bay của các đơn vị. Các bạn vừa theo dõi video quân chủng phòng không không quân rút kinh nghiệm sau hai vụ tai nạn bay hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới nếu thích video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè nhớ subscribe để theo dõi những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại